Xin chào tất cả quý vị và các bạn cô chú anh chị em đã quay trở lại với tất cả các kênh YouTube của các anh em Thì mới đây, tụi em vừa mới nhận được một cái thông tin cực kỳ là nóng hổi thôi cô chú anh chị Và chắc hẳn rằng khi mà mẹ con cô Sáu nhận được cái thông tin này Thì mẹ con cô Sáu chắc phải nhập diện luôn quá cô chú anh chị ơi Một cái thông tin rất là nóng mà chị Loan vừa mới là chia sẻ ở trên cái trang cá nhân của mình một cách đầy ít phút à, chị Lan thông tin tôi không cho phép một ai được quyền ăn trên xác của ba tôi vai là phải trả nghiệp là phải trả nghiệp à, vai là phải trả nghiệp là phải trả nghiệp Tôi không cho phép à, bất cứ người nào ăn trên xác của ba tôi là tại sao à, mới đây là chị Loan lại có một cái bài viết ẩn ý như vậy thì một cái thông tin tụi em vừa mới nhận được là Tài Linh vừa mới là liên hệ với Hồng Loan để uh, cung cấp một cái thông tin cực kỳ là nóng thì uh, nghe cái thông tin là cô Tài Linh đã, đã gửi về là 5.000 đô để mà phúng điếu cho cậu Năm thì quý vị thấy là nếu như thật sự cái thông tin này là chính xác hiện tại bây giờ trên hội nhóm đang chia sẻ nếu thông tin chính xác một mình cô Tài Linh thôi uh, 5.000 đô 5 ngàn đô là một trăm mười mấy triệu rồi thì với cái công bố con số tiền phúng điếu mà sáu trăm mấy triệu là nó trên lệch rất nhiều và cái số tiền 5 ngàn đô này là nghe nói thông tin là cô cháu gái là cái người trực tiếp là rút là rút và nhận à, thì nếu mà cái sự việc này là có thì sẽ rất là mệt cho cô cháu gái rồi cô xin anh chị sẽ rất là mệt rồi và nghe cái thông tin đó là Khi mà chị Loan đăng tải là cái bài viết vừa rồi lên tôi không cho phép ai mà ăn trên cái sự mất mát của ba tôi thì nghe đâu là chị Loan đã thống kê được một một ít thôi một ít cái số tiền quyên góp và tiền phúng điếu nó là mới chỉ có một số ít khán giả họ cung cấp cái thông tin những cái Chuyển tiền rồi đó Rồi đi phúng điếu rồi Tên tuổi rồi đó cho chị Loan Thì con số nó đã vượt xa Vượt xa với Cái con số mà Được công bố vừa rồi đó, Thì Một cái thông tin Rất là căng thẳng mà chúng ta hiện tại bây giờ là 11 Cái nhân vật Đứng ra Để mà dùng cái tài khoản cá nhân để kêu gọi đó. Kêu gọi mà quyên góp là mộ cho cậu năm à, và đã được liệt kê rồi vừa mới công tin vừa mới nhận được nếu thật sự mà cô à, tại Linh mà đã có chuyển 5.000 đô và cô cháu gái à, đi rút à, thì căn à, phải chuyển được một mình cô tại Linh thôi là đã chậm mười mấy triệu rồi mới vị biết là cái đám của à, cậu năm thì đâu phải là cái lượng người đi ít và những bạn bè đồng nghiệp rồi những người mà cậu nâng đỡ giúp đỡ trong nghề rất là nhiều à, cha, tình hình này quá căng thẳng này của chúng chị nhưng mà ở bên cạnh đó thì có một số anh chị thì cũng mà có nói rằng là một vài nhân vật thì đứng ra kêu gọi là ở Việt Nam còn một số nhân vật là ở nước ngoài điển hình là chúng ta thấy ông sạc điện sạc bình đó thì là một cái người bạn thôi mới đầu tưởng đâu là người thân gia đình có sau này là cô sáu giới thiệu là một người bạn rất thân với cậu năm À, thì cũng đứng ra để mà kêu gọi hiện tại bây giờ đã ở bên pháp rồi nhưng mà chú này hình như là chú không có cái ý định là sẽ công khai sao kê à, kể cả cái tiền phúng điếu thì chú cũng nói là giờ tôi mới nghe cái chuyện công khai cái tiền phúng điếu không có kê không, không, không có gì đó à, và nói thật sự thì cái chú này cũng đã được rất là nhiều những cái người thân à, của cậu năm lên tiếng để mà yêu cầu là chú này phải sao kê nhưng mà chú không sao kê À, mới đây đó thì à, một à, người con của một cái người à, gọi như là bạn rất thân với cậu năm đó là con của à, nghệ sĩ à, Linh Tâm, à, con của nghệ sĩ Linh Tâm là Linh Tý đó là đã à, có một cái bài viết à, để à, ẩn ý à, để gửi cho đến là cái chú à, sạc lô này <laughs> cái chú em gọi là sạc lô nha anh chị còn anh chị à, Gọi như thế nào thì gọi thì em không biết nha Chứ em gọi là chú sạc lô Thì uh, Linh Tý có một cái uh, bài viết Ở uh, trên cái trang uh, uh, cá nhân của mình à, Thì em xin phép đọc cho mọi người nghe Nhột hay sao mà nói với ba tôi là đừng nói Có giỏi thì phải từ Pháp về để đối chứng Trốn à Sợ thế à, Ơ hay tôi đâu có động đến ai Chuyện gia đình tôi mà à, Thì uh, linh tâm nghệ sĩ linh tâm với cậu năm vũ linh thì mọi người cũng đã biết rồi ha họ bỏ đó thì nói chung là anh linh tý này thì ảnh cũng có những cái clip để ảnh chia sẻ người ta trong nhà người ta thân đương nhiên là người ta biết được một số những cái vấn đề một số những câu chuyện và vì sao người ta lại đứng về phía của cái sự thật là mọi người cũng phải hiểu rồi ha người ta đứng về phía cái sự thật và người ta lên tiếng nói thì à, cái à, cái chú à, cái chú sạc điện ở pháp ha, đã điện về để mắng vốn à, <laughs> mắng vốn với phụ huynh mắng vốn với phụ huynh của linh tý là kêu là đừng nói đừng nói nữa nói tới sợ bể sợ lội hay sau đó sợ nhột hay sau đó thì mọi à, như là mét phụ huynh mà thì chắc chắn là phụ huynh cũng phải có chia sẻ lại nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện lớn rồi thì ai cũng có cái suy nghĩ riêng của mình rồi cho nên là họ nói chung là họ cũng muốn làm rõ cái sự thật thôi muốn làm rõ cái sự thật để cho là dông linh của cậu năm nơi chính suối được à, gọi như là giảng sanh chứ thì bây giờ mất rồi nằm xuống còn bị người này người kia nói ừ gia đình của ông này ông kia là như vậy đó ừ mới nằm xuống là chưa gì hết trơn rồi nó giờ nó tranh giành tài sản nó đưa nhau ra pháp luật đưa nhau lên mạng chửi anh lên ừ con cháu của ai con cháu của ông đó này cái cái nọ thì cũng phải ảnh hưởng đến cậu năm không rồi kể cả người ta nói ừ đó gia đình như vậy đó tiền nhà cỡ vậy đó giờ tranh chấp cả trăm tỷ à, tiền quá trời tiền đất quá trời đất mà bây giờ đó, nó nó đi kêu gọi nó rằng nó làm một hai viên gạch nó xây mộ cho ổng bây giờ nó ăn thì kia nó rồi mua nhà mua xe rồi người ta chửi như vậy có phải là ảnh hưởng tới là cái hình ảnh của cậu không ảnh tới hình ảnh mà những người mà mà anh chị nói là yêu thương đang tôn sùng không hả à, mà từ xưa giờ là chúng ta thấy là vấn đề của à, cậu năm vũ linh đó khi mà đi từ thiện có khi nào có quay tung lên để khoe với bà con là tôi đi từ thiện đâu đó à, đúng không làm cái gì cũng phải rõ ràng và cái thông tin mới nhất là chị loan hôm nay là ngày sinh nhật đó mà chị loan đã viết một cái bài viết như vậy thì chắc hẳn rằng hiện tại bây giờ là mẹ con cô sáu cùng với cô trợ lý chắc cũng phải đang À, rất là lo lắng ha thì cũng phải chuẩn bị thôi tại vì bây giờ nếu như mà à, chị loan mà làm đơn à, làm đơn tố giác à, làm đơn tố giác thì à, sẽ có hai hai cái vấn đề này là còn hình sự chứ không phải chuyện đùa làm đơn tố giác thì cái vấn đề mà lạm dụng tín nhiệm chế độ tài sản thì 175 á thì à, tụi em ở đây thì cũng đã chia sẻ nhiều với quý vị rồi à, người nào mà lợi dụng vào vấn đề kêu gọi rồi hình ảnh của người khác mà để trục lợi rồi đó thì cái đó là rất là mệt nha chứ không phải là chuyện đùa mà, mà mình đó, là kêu gọi là sai với cái nguyên tắc nữa đó à, mình là người nổi tiếng đó những cái người khác thì mình mình chưa nói đi bất chứ ai chụp lại thì cũng cũng là đã vi phạm đã sai đi còn mình là người nổi tiếng là có bộ quy tắc ứng xử nè có cái vấn đề hôm nay cũng ồn ào vấn đề là người nổi tiếng để kêu gọi này kia cái nọ là mình làm không tốt à, mình làm không có chỉnh chu là coi chừng bị cấm sống thiệt á chứ không phải đùa đâu nha nó có bộ quy tắc ứng xử đó ngoài xem xét đó chứ không phải chuyện đùa mà trước tiên là mình đừng nói tới cái vấn đề mà những bộ quy tắc hay là pháp luật trước tiên là mình thấy là công chúng đã tẩy chay mình rồi à, đó là một điều rất căng thẳng đó, chứ không phải chuyện đùa rồi cái vấn đề thứ hai những cái di vật kỹ vật của cậu năm mà hiện tại bây giờ nó chôm nó lấy đi hết đó là vô cái tội là trộm cắp tài sản à, là cưỡng đoạt tài sản của người ta như vì người ta đã mất những người cái tài sản là con cái người ta hưởng mà bây giờ mấy anh chị à, vô đó người ừ cái này của tôi nha tôi lấy cái đồng hồ ừ anh kia ừ tôi lấy cái kỳ lân à, ừ, tôi lấy cái quy chương ừ bộ đồ của ổng tôi thích tôi lấy à, rồi chia năm sẽ bảy hết rồi bây giờ không biết ở đâu mà đó là những cái di sản à, di sản của cậu năm mà cái người thừa kế là cái người con hợp pháp hiện tại bây giờ cũng không cánh mà bay À, thì em rất là mong nếu mà sự thật cái, cái thông tin mà vừa rồi mà trên mạng hiện tại bây giờ người ta đang chia sẻ là đúng thì cô tài linh hãy lên tiếng hãy lên tiếng để uh, làm cho sáng tỏ cái cái sự việc này để cho Dông linh của cậu năm được coi uh, như là an lòng nơi chính suối chứ bây giờ mà uh, những người mà người ta biết không lên tiếng thì um, sự việc này nó sẽ tiếp tục nó kéo dài hoài kéo dài mãi và không biết chừng nào nó mới kết thúc và mọi người thì nói chung là cũng phải có những cái sự nghi ngờ qua lại ừ không biết người này đúng hay là người kia đúng mình cũng không có nói là ai đúng hay sai trong cái sự việc này nhưng mà rõ ràng từ xưa đến giờ khi mà con khi mà người thân cha mất thì người thừa kế tiếp theo phải là người con à, rồi sau đó không có con nữa thì mới tính đến cái vấn đề người thân nha nếu ông không có vợ thì phải vợ hưởng mới tới con mà không có vợ thì con con xong con không có đó, thì mới coi còn cha còn mẹ người ta không đó, không cha không mẹ thì mới đến đó là anh em rồi mới đến con cháu nó có lớp có lăng đàng hoàng chứ nó phải muốn phóng vô là phóng vô mà tại sao những người kia người ta không tranh giành mà mình để mà tranh giành đó, mà trong khi đó mình là cái người ăn nhờ ở đậu không có được cái giấy tạm trú tạm vắng nữa không? mình chỉ ở ké nhà người ta thôi mà tại sao cái vấn đề thì mình lại quay clip rồi cái để lại lập vi bằng những cái di chúc miệng mà cái vi bằng đó thì nó bây giờ nó không có giá trị rồi nó, nó không có cái giá trị pháp lý tại vì ông cái ông người làm chứng ổng đã dừng cuộc chơi ở phút 80 rồi khi mà ông thấy sóng gió quá nhiều sóng gió của gia tộc của cậu năm mà yếu yếu vô là chị không nổi cho nên là ông đã chạy trước rồi mới nhất là chị Loan vừa mới đăng như vậy ở đúng rồi cái gì mà, nghe cái gì mà không bất cứ cái gì cũng không có được mà ăn danh xác của người đã mất đã khuất ha. kể cả không phải riêng cậu năm mà những người khác cũng vậy nữa thấy không mình đừng có lợi dụng vào cái vấn đề mà người mất để mình kiếm chát thế kinh doanh hả tính kinh doanh có nhiều có nhiều đó đó là cũng có chứ không có nhưng mà chưa em chưa thấy cái trường hợp nào như trường hợp này hả vấn con cháu vô dành ha. gặp ai gặp này chị Loan chị hiền chứ gặp người khác là chắc tôi nghi rớt cái răng là nhất là cái ngày mà Ừ, cô sáu mà bị khóa ổ khóa mà chạy ra chống nạnh hay quay vậy mắt cười đơ mơ mà mây à, mấy tao chửi thề nè đơ mơ mà mây à, mày mày nói gì hả nhà là nhà của anh tao đơ mơ mà mày vì mày là cái con xúc vật à, quá trời quá trời quá đó tao hỏi gì kể mở tao à, tao là con của cháu là không tao là cháu cháu ruột của cậu tao trời đất quỷ thằng cháu cũng thua con này em cũng thua con máu mũ ruột rà người ta mà mà sao tao tương không, thương, không? À, đừng có nói gì cái vấn đề mà bây giờ không có đối xác cần xét nghiệm adn ado vậy trên nó trội miễn trên giấy tờ khai sinh ừ tôi là con của ông đó rồi ông mất tôi hưởng hết tài sản không có di chúc tôi hưởng hết vậy thôi chứ không có còn on đơ vậy trên không có cần phải chia chát bất cứ cái gì nó nói thật nếu mà cái miếng đất đó bán được rồi hôm nay chắc cô không có lùm xùm tại miếng đất nó nằm trong cái, cái, vấn đề quy hoạch gì đó để bán chưa được giá hay sao đó bán được chứ nếu nó bán được chia thì chắc cũng đã yên ổn rồi tại vì à, mẹ con cô sáu cũng cũng đã có cũng dọ giá miếng đất đó bây giờ đợi bán đang quy hoạch bán đã lâu lắm biết chừng nào mới bán được rồi chừng đó giờ không có nhà cửa em ở đâu này kia thấy không nói thẳng ra là nếu mà lúc đầu thì mình mình tốt đẹp với người ta á. hai mẹ con này cũng nói chung là có nhiều người người ta nói là vội vàng quá phải yên lặng yên lặng từ từ em, im im ắng ở đó thêm được vài năm nữa rồi tính tiếp ở xem vài năm nữa là biết đâu có những cái vấn đề gì đó thì mình mình có thể quạt lại còn đằng này xong mà nói chung chắc cậu năm cũng hiển linh để cho cái sự việc này nó không có còn tái diễn nữa đó thì bây giờ là hiện tại bây giờ là những cái người mà đứng ra kêu gọi đó kêu gọi làm mộ mà không có gõ gàng là chắc cũng đang cũng tèo đó teo chứ không phải là chuyện đùa tại vì nói chung là trong cái khoản mà thu rồi chi cái tiền cúng điếu là mình đã thấy nó có vấn đề rồi rồi kể cả cái vấn đề kêu gọi tới hiện tại bây giờ cũng không có rõ ràng đó mình thấy là những lời nói nó không đồng nhất như cái tiền hậu niệm hai chục chị nói cái tiền thầy cúng không lên là hai trăm ba trái chục triệu trời ơi, có, có 2, 3 đó có hai ba ngày, ngày mà giữ vậy nó có hai ngày ba ngày mà giữ vậy mà nó phải cúng suốt đâu đó phải cúng suốt đâu rồi cái tiền à, à, tiền hòm người thì nói miễn phí người thì nói lấy tiền không nó không đồng nhất bạn đi chung với cô trợ lý thì nó ừ cái này là tao hoàn toàn tao miễn phí ta tài trợ rồi mà cái, cái, cô cô cháu thì nói là lấy tiền à, nói qua nó lại chưa anh chạy chưa có ăn kết với nhau mà sao mà nói nó không có đồng nhất đó bởi vậy nói nói bây giờ thông tin nếu mà thật xác thật là cô tài linh có đưa về năm 000 đô là coi như là mệt rồi đó em thấy mình một mình cô tài linh thôi là thấy trăm mấy chục triệu trăm mười mấy triệu rồi làm gì có cái chuyện mà mà tiền phúng điếu thì mọi người biết cái thùng nó đâu có bự đâu nó đầy liên tục ha nó đầy liên tục cái thùng phúng điếu đầy liên tục đâu có bự đâu người ta đi người, người ta đi nằm nộp kiểu đó mà mọi người thấy là cậu năm người ta thương uh, đã mất rồi mọi người thấy là chờ trên mộ bông qua rồi uh, rồng phụng rồi người ta rinh lên đó để đầy chả nếu mà nó thẳng là để được là chắc người ta cũng đem tới người ta để bích luôn chỗ đó luôn tại vì không có chỗ để mọi người thấy người ta đâu có tiếc gì với cậu một vài cái cái tiền để làm mộ nó thẳng ra nó mở miệng ra một tiếng thôi à, thì con số là phải nói là dài hàng tỷ nó là hàng tỷ chứ đừng nói dài trăm triệu nó nhẹ lắm. À, nếu nếu mà lên tiếng mà nói kiểu đó thôi thì số tiền nó lên biết bao nhiêu mà nói mà tới giờ phút này thì mình cũng chưa có thấy là à, rõ ràng minh bạch cái chuyện mà giấy tờ sau kê thẳng ra cái chuyện sau kê là mình phải công khai ở trên trang cá nhân của mình á là mình người nào người nào tên gì để người ta đối soát á, lúc nào mở tài khoản, lúc nào đóng tài khoản, đó, như thế nào là phải rõ ràng đó chỗ cái chuyện sau kê là mới quý thấy là cũng nhức nhối một khoảng thời gian rất là dài chứ không phải là cái chuyện bình thường phải không? Đó, mới đây là chị loan vừa mới là đăng cái dòng trạng thái như vậy à, cực kỳ là căng thẳng à, thì thì tụi em ở đây thì cũng chia sẻ ngay cho quý vị liền cái thông tin này như bữa là cô Thanh thanh tâm, cô thanh thanh tâm cũng về nước để viết mộ ba của mình cũng như là qua mộ của cậu năm thì nghe thông tin là cũng có ghé qua nhà của cậu năm đó thì cũng biết có chia sẻ cái gì không thì mình không rành nhưng mà nó thật sự là những nhân vật này là những cái nhân vật mà họ gắn liền với hình hình ảnh của cậu năm biết rất là rành những người trong nhà mà người ta còn nói những cái di nguyện của cậu năm À, ba tháng trước khi mất đã gọi điện cho con cho cháu đến và nói à, coi như là trói trước rồi đó nhưng mà những người cháu thì họ cứ nghĩ là cậu cũng nói vậy thôi ha à, nhưng mà đến ngày hôm nay thì à, cái sự việc nó đã như vậy rồi cho nên là những đứa cháu nó mới làm theo những cái lời nói của cậu đứng về những cái, cái lẽ phải lẽ đốt của của bác à, đứng về lẽ phải đứng về cái sự việc đã gì nó cũng sợ rồi sau này nó có cái tiền lệ rồi sao ủa ai bây giờ mà ai mà xin vô nhà con cháu chị em mà xin vô nhà ở bây giờ đó người ta bắt đầu người ta sợ luôn đó giờ ai có nhà mà như không không có ở chỗ ở đó, mà nghe là chị em nào xin ẩm con ấm cháu về không ai dám ẩm về chứ thiệt giờ mà đừng có nói chuyện gì à, chị lon có nhà rồi đi có chồng mà đi theo chồng rồi kia, cái cái nọ để nhà lại cho cô cháu gái ủa À, vậy với cô kia ha, mình mình trở lại cái, cái cái câu chuyện đó cái cô kia cũng có chồng mà tại sao là không đi theo chồng đúng không có chồng theo chồng là cái chuyện bình thường à, nhưng mà cha của người ta mất và cái căn nhà đó thì đương nhiên là cái căn nhà của của tài sản của người cha mình thì là phải về ở đó để giữ nhà để mà thờ cúng cha của mình đúng không rõ ràng là như vậy còn cô cháu gái đó là cũng có chồng Sao không về nhà chồng Đấy không? Có chồng rồi xong đi về nhà chồng ở không? Mình nói mình thương nhưng mà thật chắc ai thì ai cũng nói thương Ai cũng nói tốt về bản thân mình chứ Ai mà nói xấu Đúng không? Nhưng mà mình có chồng, mình theo chồng con nhà Cha người ta thì người ta về Người ta ở chứ Bây giờ xong người ta dọn người, người ta ở thấp nha, Thì mình là cái phận con cháu thì Mình không có nhà thì mình cũng tự tìm cái kế sinh nhai cho mình đi Không để mình ở đó mình bám người ta hoài nhưng mình đòi hỏi cái vấn đề đồng thừa hưởng gì ở đây mệt ha mệt ghê ha bởi vì vì sao mà người ta lên tiếng người ta phản ứng đó là cái vấn đề người ta thấy nghịch lý là như vậy người ta mới lên tiếng thôi mà đáng lý ra là câu chuyện này nó giải quyết theo cái, cái hướng tình cảm gia đình nó dàn xếp còn này không dàn xếp được thì phải đưa nhau ra pháp luật thôi đó thì chị loan vừa mới có một cái dòng thông báo như vậy tôi không cho phép bất cứ ai mà ăn trên cái sự ra đi của ba tôi nghiệp là phải trả nghiệp còn thiếu nợ phải trả nợ còn sai với pháp luật thì phải trả giá cho pháp luật vậy thôi đó thì đó là một số cái thông tin mà tụi em vừa mới nhận được và cập nhật ngay cho quý vị của chú em rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi tụi em xin phép tạm dừng video tại đây hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo